Hello chào tất cả người ha. Thì bữa nay mình sửa máy của anh Duy nằm ở giá thì máy này máy lớn của mình ha. Với anh gửi kèm theo cái máy nhỏ này kêu sửa giùm ông anh gì đấy. Thì ảnh ở nằm ở Giang Thành Kiên Giang ha. Duy thì cái máy này ảnh đứt gấp ngược cực. Mà ngược cực nó cháy 10 con này, nó cháy 5 con chống ngược ở dưới này. Mà này cái dĩ dưới nó cháy mình cũng không có cắm lại, mình câu điện trực tiếp luôn, mình không có câu cắm lại ha. Mà cháu cắm ngược thì cái quẹt anh không có quẹt ha, thì gắn cho anh cái quẹt. Mà sao gấp ngược cực mà không biết lý do là sao mà nó đứt được hai cặp đầu nguồn này cũng hay ha. Đây, nguồn vô à, cháy rụi chân luôn à. Đó, mình thay xong hoàn thành thay hai tụ này vô ha. Tụ này thì 3.300, 35V 3.300W à. Còn tụ này thì 35V nhưng mà 6.800 ha. Một con tụ này bằng tới hai con tụ này, hai con tụ này bằng tới bốn con tụ xanh này ha. Đó. Thì máy này nó bơm tụ 6 mà điện áp thấp chuẩn luôn á. Máy chạy quấn sao mà nhân áp mà điện áp đầu ra không được bao nhiêu volt á. Tải bóng đèn còn chưa được hai ngưỡng 200V mà có bóng đèn sáng trắng chưa được 200V là anh em nghĩ sao mà ăn được cà phê ngọt với cái này cái kia. Thì máy này mình cũng tăng lên là tụ 8 thôi, tăng lên 2 web thôi chứ không có gì á. Ngày mấy linh kiện dưới đây yếu yếu mình thay lại hết rồi cho nó mạnh mạnh, mấy tụ vọng rồi mình kiểm tra mình thay lại rồi. Thì nói chung là máy này giờ lên được có kiểu như ta hai tám phần lên được hai phần ba phần hai phần là lên tụ hai bâm mà chứ giờ cái máy này giờ mà nếu mà tháo cái tâm khô quấn tao lại nó ăn nhiêu tiền giờ chứ lại nó phải cực nó rồi cái máy này nó kích trực tiếp à chạy thì 8 SCR 8 con phết nhưng mà phết này có 70A nếu mà tính gì phết lớn cho nó bằng được hai con phết lớn ha. Máy này chạy chưa được hai con phết lớn đó mà ăn bên nó thì quá thấp mà giờ điện áp mình tăng mình quấn áp lại mình đẩy lên thì nó hơi khó đó nên mình cũng không quấn ha. Vậy chứ lại quấn là ăn về nhiêu tiền nữa, giờ cái quẹt cặp tụ rồi dưới này kia nọ tụ bâm rồi chỉnh sửa chút đỉnh này kia nọ nữa này đủ thứ hết máy điện trở tụ nữa. Thì giờ mình sẽ lúc này vô mình test thôi. Thì dòng năm ba cái này là ba chế độ nhưng mà đánh được đất lì thôi chứ chẳng đánh được đất nào á, cái đất cơ vậy chứ đâu có đánh được, đâu có dặn được đất nào đâu. Còn cò bóp này thì mình sẽ cắm cái nắp này vô bóp cho nó tiện ha, gần nè cắm vô cái mặt này. Đây con này thì đây mạnh yếu đây điện à lu câm vậy nè à, nó tạo anh em tăng maximum lên luôn. Maximum nó được 200 mấy này nếu mà đánh cá có nước dạng hết gai này mặt mai cũng ăn được cá phi ha. Mà máy này đi bộ mà chứ người ta cá phi cũng không cần nhiều đâu, nếu máy thì có chịu khó với lấy cái tăng điện gần hết gai đánh chết. Còn máy thì để khoảng 2-3 giờ chiều vậy là đánh cá chết ngon ha. Vậy mà có người để dấu gạch 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 gì đừng nhận mạnh yếu vậy, vậy ăn được con cá gì chưa được 100V ăn được cá gì, cá lóc thì chết thôi chứ còn mấy cá nặng nặng điện cá phi rồi đánh chết dí đuổi đuôi nữa đó. Rồi giờ máy này giờ nếu mà đánh được con cá phi phải tầm khoảng 4 giờ 5 giờ chiều thì mới ăn được à. Mà giờ hiện tại đang đi tụ 8 bơm 8W mà nhân áp á đó. Đó máy xuồng đi có 10W mà máy này giờ đi 8 mà nhân áp mà điện áp thấp chuẩn à, ai quấn điện áp cũng khéo vậy á thấp chuẩn. Với lại giờ một phần này á nè năm ba nè chứ còn chức năng mấy chức năng này là chẳng ăn được gì ha. Nè chỉnh cho em coi luôn đâu ăn được gì đâu, còn điện áp hạ xuống à đó rồi tăng lên về ăn được gì ăn cá rồi thêm lót nữa nè đó về ăn được cái ba dòng cá trắng thôi chứ còn cá trắng đâu á với ba cái mà là nhẹ điện á ăn được thôi chứ nếu ấy sao ăn điện được, điện áp thấp mà đi xung về xung gì đâu ăn được. Bởi vậy người ta đi mấy máy này chỉ đi nấc năng lì vậy thôi. Rồi cái này chưa như máy cơ rồi nè rồi, thôi giờ mình đút vô mình ai gửi máy trả thôi. Máy này nhờ sửa chạy này kia nọ thôi, mình chỉnh chu cho mạnh mạnh tí thôi chứ giờ tháo tâm khô quấn lại nữa thì thành mẹ máy mới thì tiền bọng cũng cao á. Đó. Giờ tháo ha. Giờ này mình sẽ thay, mình sẽ đóng gói mình gửi lại thôi.